Hello, xin chào mọi người nha. Bây giờ tiếp tục trở lại với video ha. Bây giờ là thỉnh xuống nha mọi người. Chị ơi, mấy chị ơi, thỉnh xuống giùm em mấy chị ơi. Để cho vô đi. Bông lại chỗ cũ ha. Cái xin thỉnh xuống cậu ơi, cho thỉnh xuống đi rồi cái này tới anh Minh đánh cúng cho khán giả anh Minh. Lấy ông đây chị về. Hai người là dưỡng rồi chị. Hai người ơi. Buông đi chị. Nín thở ngay bên. Để thở cái là làm cái cây cho. Thở ra qua. Thở ra coi. Mày ngồi nói. Hai là mấy chén hai. Tới anh em tất niên nha, ngồi đi luôn mà hả chú Lẻo, ngồi đi luôn, không có đem đi. Ngồi luôn. Ngồi đi luôn. Để tất niên mà anh em dùng chung. Anh Minh cũng có một bàn à, mình để cái bàn tất cây chơi qua xe cho anh chú anh ra ra cái bàn lên đó. Mình ngồi mình ăn đây, gom hết tất cả anh em ra đây ngồi ăn tất niên luôn. Mấy anh em mình lại ha. Mấy anh ơi. Bây giờ là mấy anh em mình xếp ghế đi. Mình mở ghế đi chứ mình dùng tiền tất niên. Rồi bây giờ là cái này chắc đủ đứa giờ đâu ăn đúng á. Vừa là một phần cho Niêu là phần không đúng nha. Còn trong chồng ghế nữa. Để em sắp ghế. Mấy anh em sẽ tất niên. Cái này là tất niên của anh em nha. Tất niên anh em mình gom thôi. Bóp hai dưới đây nè. Bóp mạnh vô nè. Bóp mạnh vô kỹ ra, thấy không? Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như con nàng bán phở. Rồi gom qua đây gom hết qua đây. Ghế này bà con cô bác khi mà ngồi chúng ta nên lấy gì lót. Rồi gom vô đây nè, ngồi vô đây. Rồi qua đây ngồi đi. Ngồi đây nè. Ngồi đây. Chỗ chân lớn ngồi quẹt coi. Rồi qua đây ngồi xuống ăn đi. Anh Long. Lòng trứng luôn. Nói gì đứng nói. Đi bé Tiên. Nói gì nói. Ăn đi. Nói gì anh em dùng ngon miệng nha. Rồi giờ mấy anh em dùng ngon miệng nha. Rồi quất đi. Ăn đi mấy anh em ơi. Hải vô Hải ơi, kêu vô nè. Đứng ở trên chụp trên tấm hình thôi. Minh rồi đó. Nâng ly đi bà con. Nâng ly cho chụp kìa. Nâng ly. Đang lên Hải ơi. Ủa Hải còn một ngày. Ba xa xa ra xíu. Anh Niêu Minh đâu? Niêu đang đi công chuyện rồi. Minh đang làm công chuyện. Mình sẽ bảo liền nha, còn Niêu. Anh Niêu đi công chuyện rồi. Vì vậy mấy chị dùng trước đi. Xuống đi chưa có ai tốt. Rồi Thanh Thiều. Coi thử được không? Có chưa, đẹp. Chị lấy rồi, chị đem được. Hải em có anh Phương có đưa chị không? Có. Đưa chị cho anh Niêu không? Đi ngồi đen hương đâu rồi. Anh Niêu anh có đăng đầu cúng lên em để mình uống. Rồi bây giờ thì mấy anh em dùng nha. Uống không? Bỏ đá vô. Uống. Đã đi ngồi luôn đi. Rồi giờ mời mọi người ăn ha. Tất niên anh em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.